con này đánh cảm nhá. Ngẩng mặt lên nhìn về phía đằng xa nhá. Mày sao rồi nhá? Nhìn xuống. Ngẩng mặt lên nhìn tươi này, cả vui cho biết. Thẳng lưng lên, thẳng lưng lên, thẳng hai cái vai lên nữa, thẳng vai nữa lên. Nhìn lên. Nhìn xuống. Đây đây này đấy, rộng thì đang dạy con tập viết đi. Rồi. Bắt đầu đặt tay vào. Hai bố con nhìn nhau chưa? Tập viết tiếp. Trưởng thành là một hành trình đầy màu sắc, là nét chữ đầu đời, là ước mơ đầu tiên, là thành công ban đầu và dựng xây tương lai. Hồng Hà lưu truyền thống viết tương lai. Thank you.